Xin chuyển sang những tin tức thời sự quốc tế. Phát biểu trong chuyến thăm Ukraine, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết London cam kết cung cấp gói viện trợ quân sự hàng năm trị giá 3 tỷ bảng Anh, tương đương với 3,74 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Tại các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng nước chủ nhà Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định Anh sẽ tiếp tục là một trong những quốc gia đi đầu hỗ trợ Ukraine. Ông Cameron cũng cho biết Ukraine có quyền sử dụng các loại vũ khí do London cung cấp cho mục đích phòng thủ và tấn công. Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh diễn ra chỉ ít ngày sau khi Mỹ công bố gói viện trợ ban đầu trị giá 1 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 61 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thông qua thành luật mới đây. Việc phương Tây ồ ạt viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến Nga đưa ra những phản ứng đanh thép. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh viện trợ của phương Tây chỉ làm kéo dài xung đột, tăng thêm đau khổ cho Ukraine mà không thay đổi được cục diện chiến trường.